21. Giao lưu mà cậu nói là phải cược cả cái tính mạng à? Đúng vậy, ít nhất cậu phải cược cả tính mạng nữa. Vậy thì đến đi. Bách đứng ngàn thước. Quyền phong của hắn quá là rắn chắc và mãnh liệt, độc của mình ăn mòn quá chậm. Chủ nhân, tiểu cậu, sao thịt nhân này nấu em nuốt chửng cái tở thân liên tục mấy cấp nhỉ? Ăn ăn ăn, lớn lớn lớn. Nhưng tiểu cậu đánh không lại người đó. Nhưng tiểu cậu lần chết thay chủ nhân. Cái gì? Vẫn là lần đầu thấy dáng vẻ tiểu cậu sợ sệt như vậy. Lý nào chỉ có thể dùng cái chiêu tự bảo thôi sao? Đánh không lại thì trốn đi, chờ cái cách khác. Tiểu cậu nghe lời chủ nhân, bất cứ thế nào không thể đỡ tiểu cậu chết, nếu không sẽ hỏng bét hết. Sao nào, giờ đã không đánh nổi rồi sao? Có vẻ như giống như là có thể đánh bại Tiêu Bắc Hàn nhỉ? Đây chính là thiên phú cấp thần của cậu sao? Thú vị đó. Chỉ lại là muốn che mắt tôi sao? Hình như Tiêu Bắc Hàn chính là thua một cái lồng như thế này nhỉ? Tiền bối, gian thần lại đang chặn giám sát. Thằng nhóc này, Phượng Thành Viễn chuẩn bị có người bất cứ lúc nào. Vâng tiền bối. Tiền bối, từ tình hình chiến đấu ban nãy, Khương Vô Song có lẽ không có vấn đề, không cần cứu. Tao nói là cứu cái thằng nhóc thối gian thần đó. Tiền bối, ngài không cảm thấy bản thân nó có chút tiêu chuẩn kiếp sao? Nói vậy, Khương Vô Song level 46, gian thần mới level 26, bản thân đã không có tính so sánh, hiểu không? Đó là đồ đệ của ta, ta chính là muốn bảo vệ người thân. Thì sao nào? Ra đây đi. Đây mới là thực lực thật sự của cậu sao? Hóa ra là thế. Dơi nón lấp biển. Vậy vây quyết. Núi non trùng điệp. Cuối cùng tôi cũng biết Tiêu Bắc Hàn thua kiểu gì rồi. Quyền phong này còn mạnh gấp mấy lần so với vừa nãy. Đây chính là thực lực của hậu giả vô địch sao? Hai con tự bảo chỉ nổ ra quyền phong, hoàn toàn không làm hắn bị thương chút nào. Lẽ nào phải tự bảo mấy chục con mới được sao? Trùng con mình không dở gì mới nhông giống được. Đến nước này cũng hết cách rồi. 10 con bảo. Không còn nữa, chiến đấu kết thúc rồi. Cậu có ý gì? Gián thần, tôi công nhận cậu là đối thủ rồi. Giờ cậu mới nhất chiến đã ép tôi dùng 8 phần công lực, tôi rất mong chờ đánh lại sau khi cậu trưởng thành. Vậy là trước đó cậu nói cược cách mạng là vì ép tôi dùng tất cả sức lực, là vì tìm ra một đối thủ hợp tiêu chuẩn cho bản thân mình sao? Lại buồn ngủ rồi, tôi ngủ chút đi. Còn hung thú cuối cùng mà cậu xử lý được chứ? Cậu đây là muốn nhường hạng nhất cho tôi sao? Tôi không có ý đó đâu nhá, chỉ đơn thuần là buồn ngủ thôi. Đi đây, tôi muốn tìm chỗ đánh một giấc. Giả vờ gì chứ, tôi nói cậu biết, tôi không phải là loại ngu ngốc vì bị lòng tự tôn quấy nhiễu đâu. Chỉ cần có lợi ích, tôi sẽ thu hết.
Mình quả nhiên á, không nhìn nhầm, đúng là một đối thủ thú vị. Không kể mạnh hiếp yếu, đây mới là hậu vợ vô địch. Khương Vô Song ngược lại khiến lão phu nhìn bằng con mắt khác. Vừa bị trúng độc, giờ đem con hồn thú thứ 10 đúc cho dân thần đi. Cho nó lấy hạng nhất.